Sau đây em sẽ quay từng chi tiết một các nhá, để cho các bác xem cái mẫu xe này. Các bác nhìn này, thứ nhất từ những cái phần này đây, nó còn mới này cơ mà. Nó còn vàng khè luôn, vàng ươm rất là đẹp luôn. Và những con ốc ở đây, zin đét luôn các bác nhá. Keo chỉ là zin cả xe này. Và các bác nhìn đây, những phần con ốc này đây, để mà kiểm tra được những cái mẫu xe nào nó còn đẹp từng chi tiết một này, từng chi tiết nhỏ này, thực sự bác là cũng rất là hiếm luôn đó nhá. Đó, bên em luôn luôn tuyển chọn những cái mẫu xe nào nó thực sự đẹp thì bên em mới nhập vào các nhá. Sau đây em sẽ quay chi tiết cho các bác xem cái mẫu xe này các nhá. Dạ vâng, các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn thông báo để có thể thường xuyên xem những cái mẫu xe mới nhất mà bên em cập nhật nhá. Em là Minh Ô Tô chuyên của bán cũ toàn quốc, có địa chỉ tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang các nhá. Thì mới nhất trong ngày hôm nay em lại tiếp tục lên sóng cho các bác xem một mẫu xe. Đây là mẫu xe Daewoo Lacetti các nhá, Daewoo Lacetti được sản xuất năm 2010. Một mẫu xe rất là đẹp luôn, được phủ màu sơn đen đây, các bác nhìn đây. Nhìn nó khá là sang trọng luôn đúng không ạ, và khỏe khoắn. Sau đây em mời các bác cùng em xem tổng thành bên ngoài trước nhá, rồi sau đó em sẽ quay về bên nội thất cho bác xem. Các bác nhìn đây. Đó, xe còn rất đẹp luôn. Tất cả đây, các bác nhìn đây, từ những phần đèn pha ở đây đã độ lên cả mạng chrome rồi, và đèn rất là sáng luôn các bác nhá. Rất là sáng luôn, rất đẹp. Một mẫu xe nói chung là cái dòng này cũng khá là phổ thông thôi nhá. Đó, được người dân cũng dùng rất là nhiều cái mẫu xe này. Và đây, đằng sau đây thôi nhá, tất cả phần mắt đèn kia ốp mạng chrome hết rồi các bác nhá. Đó, và mẫu xe này đã độ lên cả màn hình Android rồi, đa chức năng rất là đẹp luôn. Kết hợp cam lùi luôn, âm thanh cực kỳ hay luôn các bác nhá. Đó, tất cả đây, những phát đèn, mắt đèn đây thôi nhá, nguyên bản hết này. Đó, xe nói chung là đẹp sẵn rồi các bác nhá. Các bác nhìn đây, được trang bị bộ la răng đúc kia, các bác nhìn nó rất là thể thao luôn và rất là khỏe khoắn luôn đúng không ạ? Đó. Lacetti 2010 số sàn nhá, một mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc. Và đây các bác nhìn đây ạ, tất cả đây những phần những bản lề đây nó còn mới này cơ mà, nó mới đều luôn này. Em quay hết bốn cánh cửa cho các bác xem này các nhá. Mẫu xe này bên em chào bán mức giá là chỉ có 147 triệu thôi các nhá. Đây các bác nhìn này, có đẹp không ạ? Rất là đẹp luôn. Và các bác xem từng những con ốc ở đây, đó, ốc zin hết này, chưa tháo ra bao giờ luôn đâu các bác nhá. Ốc zin này các bác nhìn chưa, đó, những cái chỗ này hơi bẩn một tí thôi, lau chùi vệ sinh là sạch sẽ đúng không ạ? Quan trọng là chất lượng xe thôi. Keo chỉ đây nhá, keo chỉ là zin cả xe, máy lổ cực êm luôn các nhá. Kết hợp màn hình Android đa chức năng, cực kỳ đẹp luôn. Sau đây em về bên kia, bắt đầu em đi chi tiết vào bên trong nội thất cho các bác xem phần nội thất này. Nội thất đây các bác nhá, nội thất đây. Màn hình Android này các bác này, đây là độ thêm các nhá, nguyên bản là dòng này không có đâu. Đó, đã độ thêm cả màn hình Android rồi các nhá. Đó, các bác xem đây. Từ phần vô lăng đây, các bác nhìn đây ạ, vô lăng đẹp không ạ? Quá đẹp luôn. Các bác nhìn đây. Cực kỳ đẹp luôn nhá. Đó. Tất cả những phần vân gỗ ở đây, các bác nhìn đây ạ. Đó, còn zin nguyên bản luôn. Tất cả những phần đây, từng những nút bấm này. Nói chung là xe nó còn khá là đẹp và tương đối luôn nhá. Đó, rất là mới luôn. Đây, hàng ghế thứ hai đeo nhá. Đó, nội thất rất là sạch đẹp luôn. Các bác nhìn này, tất cả là táp ly này, lỉ liếc nguyên bản này, từng những phần vân gỗ này nguyên bản hết các nhá. Tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết cho các bác là xe không đụng, không ngập nước các nhá. Đây là các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm, tại vì sao? Bên em luôn luôn tuyển chọn những cái mẫu xe nào nó thực sự đẹp, thực sự chất lượng thì bên em mới nhập vào các nhá. Đây là các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm. Mẫu xe này bên em chào bán chỉ có 147 triệu thôi nhá, 147 triệu. Đó, một cái giá cũng vô cùng hợp lý luôn. Và đây các bác nhìn cái trần đây, cái trần đây, trần là trần lỉ nguyên bản đây. Đó, trần lỉ nguyên bản luôn, nó còn sạch, nó còn căng mịn mà đẹp này, rất là hiếm luôn. Các bác nhìn đây ạ, đúng không ạ, nó đẹp từng chi tiết một luôn. Phần đèn đây các bác nhìn đây, đèn sáng rủa luôn các bác nhá. Đó,
một cái mẫu xe rất là chất lượng. Và đây em sẽ mở cái cốp ở đằng sau để em cho các bác xem nó còn đẹp như mức độ nào các nhá. Bên dưới đây các bác nhìn đây, đó, qua cái đồ lỉ liếc là nguyên bản luôn, tất cả đây xung quanh đây, đó các bác nhìn đi, tất cả lỉ liếc này, khá là sạch đẹp luôn. Và bên dưới đây ạ, lốp dự phòng đầy đủ các nhá. Và tất cả đây những phần này đây các bác nhìn đây, nó còn mới như này cơ mà, các bác nhìn này, quá ok luôn đúng không ạ? Tất cả những phần keo kiếp nhà máy này nguyên bản hết này, các bác nhìn đây, những phần này là sơn zin 100% các nhá, chưa sơn lại bao giờ luôn, các bác nhìn đây, đó. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Tôn vỏ quá đẹp luôn. Nó lốp dự phòng đầy đủ hết các nhá. Vâng. Một cái mẫu xe rất là chất lượng luôn. Các bác ở trong miền Nam hoặc miền Tây hoặc miền Trung các nhá, hoặc là các bác ở ngoài miền Bắc. Đó, tất cả các bác ở miền Bắc này, miền Nam này, miền Trung này, miền Tây này, các bác thích vận chuyển thì là các bác thêm phí cho em các nhá. Đó. Thì giá cả thì em vẫn bớt được chút ít cho các bác. Một cái mẫu xe Lacetti 2010 mà chỉ có 147 triệu thôi. Và thực sự các bác là cũng rất là hợp lý rồi đúng không ạ? Rất là đẹp luôn ạ. Vâng. Sau đây em mời các bác của em xem cái phần khoang máy động cơ coi nhá. Đây ạ. Máy lổ rất là êm luôn. Đây. Để em sẽ lổ phần khoang máy động cơ để cho các bác xem phần khoang máy động cơ này. Đó, máy lổ rất là êm luôn. Màn hình đây. Đó, kết hợp cam lùi này, các bác nhìn đi ạ. Đây, phần cam lùi đây các bác nhá. Rất là led này, các bác nhìn được, led căng luôn. Ờ, đây em mở một chút âm thanh cho các bác nghe nhá. Đó. Tất cả đây, màn hình Android này, chỉ đường này. Đâu nhỉ, chỉ đường đây ạ. Đầy đủ hết các nhá. Nói chung là nhiều chức năng lắm các bạn. Cực kỳ nhiều chức năng là YouTube này. Đó, màn hình cảm ứng luôn. Rất là xịn sò luôn, âm thanh nghe cực kỳ hay luôn các nhá. Đó, ví dụ các bác có thể là nghe bất kỳ một cái bài gì mình có thể tìm, mình có thể gõ thì khóa ra nhá. Đó, rất là tiện ích luôn. Đây, ví dụ như bài này đi, bài này bài nhạc này, đúng không ạ? Rồi, em tắt nhạc đi nhá, em mời các bác em xem phần khoang máy động cơ. Đây, em mời các bác xem và cảm nhận cái mẫu xe này, máy móc thử êm ru không. Đây ạ, lổ rất là êm luôn ạ. Đây các bác nghe đi ạ, máy lổ rất là êm luôn rồi nhá. Đó, máy lổ cực kỳ êm luôn. Và tất cả đây các bác xem đây, đó, máy lổ êm lắm các bác. Và tất cả đây những phần lỉ đây các bác nhìn đây, những cái mẫu xe, nhiều mẫu xe là những cái này là không còn đâu coi nhá, nhưng mà đây mẫu xe này nó còn nguyên coi nhá, còn nguyên luôn, rất là đẹp luôn coi nhá. Dạ vâng, đó là tổng thành của cái mẫu xe Lacetti coi nhá, 2010. Bên em chào bán mức giá là chỉ có 147 triệu thôi. Vậy các bác nào quan tâm có thể lẹ cho em nhé. Dạ vâng, cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.